perfect. Now here are your first four finalists. The first contestant from Africa and Asia Pacific heading to the top 16 is Philippines. Also moving forward is the final selection from Africa and Asia Pacific, Indonesia.
đành công tuột thì kia ngăn hờ hẹn nào mang ông con đường đất đỏ ông mặt trời nắng đỏ làm lìa cao su làm lìa cà phê ột lìa mơ ác ột lìa mơ nhai buồn thuột nhìn thun tay nóc lạc tân mô đa bê dầm để mặc tay muôn chỉ đi ra muôn già buồn prong chỉ là la 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 chỉ đi ra muôn già buồn prong chỉ là la 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 đung đưa đung đưa chiếc quỳ đung đưa hơ hèn lên dây rung reng chiếc vòng công tua hơ hèn lên dây ôm con đường đất đỏ ôm mặt trời nắng đỏ bàn ngát cà phê bàn ngát cao su đam mê lộng gió em đi tỉa băm em hai dâu rừng vui chi em hát chỉ để đeo muôn già buồn trống chỉ là la 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 chỉ để đeo muôn già buồn trống chỉ là la 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 hết. 我们的message to the young women of Maui. Thank you for that question. My answer and my message to the women were to be strong as women, that we're the head of a household and we have amazing influence not only in our own families as mothers, sisters, and friends, but also in our community. If we could get the women to stay strong and be that image of strength for the children and the people around them, then rebuilding is complete. The morale of the community will stay strong. Khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, những điều tôi muốn làm cho cộng đồng, điều đầu tiên là các trẻ em mồ côi ở Bảo Lộc. Đây là một nơi đầu tiên mà tôi chạm chân tới khi mà tôi tham gia hoạt động từ thiện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nơi đây tôi đồng cảm với mọi trẻ em bị bỏ rơi. Điều thứ hai tôi muốn làm đó là những người phụ nữ. Và điều thứ ba tôi muốn làm đấy là những người bị nhiễm HIV. Sở dĩ tôi chọn ba điều này bởi vì đây là những người dễ bị tổn thương nhất. Và tôi đồng cảm với họ. Tôi là Hoa hậu, tôi phải luôn đồng cảm với họ. Tôi cảm thấy cuộc sống mình tốt đẹp hơn, tôi phải cùng chia sẻ với họ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Không cần đến một phút để trả lời một câu hỏi không dễ dàng chút nào từ phía ban giám khảo. Xin được chúc mừng Hohenye. Fusion, which still happens in many parts of the world, no exception in Indonesia. So could you explain what persecution is and what is the best way to stop it? Apakah sudah dimengerti, Sonia? Sudah. Mau langsung dijawab? Baik. Untuk itu 30 detik akan kami hitung dari sekarang. Persecution is a systematic mistreatment from another group to another group because there's a different race or religion and political belief. Besides by the law enforcement, we can stop the persecution by tolerance because I believe the root of persecution is actually intolerance. Thank you. Very well put together. Thank you so much, Bangka Belitung. Yang pertama